Chào mừng các bạn đến với thử thách 7 ngày yoga giảm mỡ bụng. Và trong ngày hôm nay, Kiba và Lưu Yên Linh sẽ bật mí bạn một chuỗi các động tác để chúng ta gập bụng để có vòng eo thon gọn hơn rất là nhiều. Tôi biết rằng trong ngày hôm qua, nếu bạn là những người đầu tiên thực hành với bài tập ngày hôm qua thì có thể hôm nay chúng ta sẽ cảm thấy hơi đau phần cơ đùi, cơ bụng mình, đúng không? Nhưng không sao cả, quá trình tập lại 7 ngày rồi bạn lặp đi lặp lại thì cơ thể chúng ta thon gọn hơn và trạng thái đau và tức cơ sẽ giảm đi một cách nhanh chóng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập ngày thứ hai. Bây giờ Lưu Yên Linh sẽ ngồi xuống và các bạn hãy ngồi xuống. Tiếp tục ngồi khoanh hai chân với phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Tất nhiên nhớ nhá, cấu trúc bài tập chúng ta là trong vòng 30 phút luôn có phần khởi động, phần tập bụng, sau đó là phần thư giãn cuối giờ thì nó mang lại hiệu quả hơn. Cấm không được bỏ phần khởi động nhá. Rồi ngồi khoanh hai chân nào. Đưa lưng thẳng, bắt đầu. Hít vào hai tay đan trước mặt, bình tĩnh. Thở ra lật ngửa lòng bàn tay thẳng về phía trước, căng lòng bàn tay ra. Đúng rồi. Hít vào thu tay lại. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên, đẩy ngược lên. Vươn căng để giãn hết phần vai ra cho đỡ đau vai. Hít vào trùng tay, hai tay đan lại sau lưng, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra để căng lòng ngực về trước. Đúng rồi. Lặp lại nào. Hít vào hai tay đan trước mặt. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay về trước. Hít vào thu lại. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trần, vươn xa tay về sau nhé. Hít vào trùng tay, buông tay ra, tay đan lại sau lưng. Thở ra để căng ngược về trước. Thêm một vòng nữa. Hít vào buông tay, tay đan trước mặt. Thở ra, rồi giãn hết toàn bộ bàn tay. Hít vào thu tay lại. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên, giãn hết toàn bộ cơ. Hít vào thu tay lại. Hai tay đan lại sau lưng. Thở ra để căng ngực về trước. Từ từ buông tay. Chúng ta khởi động phần cổ nhé. Tay đặt lên đầu gối. Nào, hít vào. Cứ bình tĩnh thôi, thả lỏng vai ra. Thở ra nghiêng đầu sang trái này. Hít vào nâng lên. Thở ra nghiêng bên phải. Hít vào nâng lên. Thở ra nghiêng bên trái. Hít vào nâng lên. Thở ra nghiêng bên phải. Thở giãn hết toàn bộ vùng cổ ra. Hít vào nâng lên. Thả lỏng vai ra, thả lỏng mềm vai. Thở ra nghiêng bên trái. Nghiêng đầu thôi, không nghiêng người này đâu. Nghiêng đầu thôi. Hít vào nâng lên. Thở ra nghiêng bên phải. Từ từ nâng lên. Chúng ta xoay cổ nhé. Hít vào thẳng lưng nào. Thở ra xoay đầu sang trái. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay đầu sang bên phải. Tiếp tục nào. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang bên trái. Xoay mỗi đầu nhé, vai giữ nguyên. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang phải. Tiếp tục nào. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay sang bên trái. Bên trái, bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay đầu sang phải. Rồi từ từ xoay đầu lại. Chúng ta co hai chân với tư thế được gọi là tư thế góc cố định trong bộ môn yoga. Bàn chân chúng ta chạm vào nhau. Các bạn kéo gót chân của mình gần sát là háng. Nào, nghiêng mông sang hai bên và vừa nghiêng vừa đẩy ngược lên. Hít vào hai tay đan giữ bàn chân. Đẩy ngược lên. Thở ra vươn dài về phía trước, gập người xuống. Giữ nguyên ở đây và chúng ta hít thở chậm. Bạn sẽ cảm thấy sự căng giãn ở vùng khớp háng đúng không? Nào, mỗi lần thở ra thì chúng ta vươn dài người về trước và gập sâu hơn một chút. Cái cằm chúng ta sẽ vượt qua bàn chân các bạn nhé. Cái cằm vượt qua bàn chân. Đấy, làm tốt hơn có thể chạm cằm xuống, nhưng không chạm được thì cũng không sao cả. Rồi từ từ nâng người lên. Đứng yên chân như vậy nhưng mà Linh xoay người sang phải đi. Đấy, sẽ kết hợp giữa tư thế góc cố định này và tư thế con thuyền trong yoga.
Nào, giữ lưng thẳng, lưng thẳng. Hít vào thẳng lưng nào. Thở ra bạn vươn dài người về trước gập xuống. Hít vào bạn nâng người lên, bình tĩnh nhá. Co gối lại. Hai tay đỡ dưới đùi nào. Gồng cơ bụng lại, duỗi thẳng hai chân lên, nào duỗi thẳng hai chân lên. Đấy. Thở ra, tay lại bạn có thể giữ dưới gối hoặc vươn thẳng về trước cũng được. Đúng rồi, cân bằng gồng bụng lại. Nào giữ nguyên, hít vào. Co chân lại, tư thế góc cố định, đẩy ngực lên. Thở vươn về trước, ngập sâu xuống. Hít vào, nâng lên. Chúng ta lặp lại nhá. Nào co gối lại, co gối lại. Gồng cơ bụng lại chút, duỗi chân lên. Thở ra giữ, coi chừng thuyền chìm bây giờ, giữ cân bằng này. Giữ nguyên, hít vào. Co chân lại, tay đan kéo chân gần lại, đẩy ngực lên. Thở gập về trước. Một vòng cuối, hít vào. Ngồi dậy nào. Co chân lại, tay đỡ dưới đùi. Duỗi chân. Nào siết cái đùi lại, siết cái đùi lại. Thở ra. Bọn tắc này ai mông to, giữ cân bằng tốt hơn đấy. Hít vào, co chân lại. Hai tay đan kéo chân gần lại. Thở ra, vươn dài về trước, gập xuống. Và từ từ nâng lên. Rồi. Rồi Linh sẽ tiến lên đây một chút với tư thế gập bụng đầu tiên. Bàn chân ngồi đây, ngồi xuống. Tư thế gập bụng, ngồi co hai chân. Ở động tác gập bụng chúng ta đã hướng dẫn trong phần trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay lưu ý hãy quan sát lại thêm một chút. Tay Linh sẽ đặt vào gối, gù lưng lại một chút. Bạn sẽ hít sâu một hơi này, tập trung gồng cơ bụng của mình lại này, nén thở, duỗi thẳng tay ngả về sau, giữ trong một vài giây, nhớ tập trung vào phần cơ bụng nhé. Sau đó nâng lên rồi mới thở ra, được không? Rất đơn giản đúng không? Cái cẳng chân chúng ta thì sao? Cẳng chân và bắp đùi tạo nhau góc vuông ở dưới gối. Ok, đã chuẩn bị sẵn sàng nào, hơi cúi đầu xuống. Cái mục tiêu của cúi đầu ấy, cúi hơi cúi thôi, các bạn không phải gập nhiều quá. Cúi là làm sao để chúng ta dễ dàng siết cơ bụng một cách dễ dàng hơn. Bắt đầu nhá, hít vào này, hít vào xong đã. Lén thở, gồng bụng ngả về sau. Đúng rồi. Giữ tĩnh, giữ tĩnh. Nâng lên, thở ra. Hãy lặp lại nào, tới thấp cùng cái cho tranh thủ. Hít vào, gồng bụng nào, ngả về sau, không chặt vào, không chặt vào. Siết cơ bụng nhá, không phải siết cổ đâu. Nâng lên, thở ra. Cố gắng nhá. Hít vào, nén thở gồng bụng, ngả về sau, gồng chặt cơ bụng lại. Nâng lên, thở ra. Ok, 3 vòng rồi. Hít vào, nén thở gồng bụng, ngả về sau nào. Gồng mạnh, gồng mạnh, gồng mạnh, gồng mạnh. Nâng lên, thở ra. Tay chúng ta chỉ gọi là chạm vào gối thôi nhá. Nhớ là cuộn lưng lại nhá. Hít vào, nén thở gồng cơ bụng, siết mạnh, siết mạnh, siết mạnh cơ bụng lại. Nâng lên, thở. Cái cảm giác người mình nó phải rung 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 rung, rung lên ấy, sướng. Hít vào, tiếp tục nào. Nén thở gồng cơ bụng, nào gồng chặt, gồng chặt, gồng chặt, sợ với rắn đấy. Nâng lên, thở. Nào tiếp tục nào, tiếp tục, tiếp tục. Hít vào, nào cuộn người lại. Nén thở gồng bụng, sợ bụng rắn không? Ê giời ơi, vẫn nhũn này. Nâng lên, thở. Mẹ bỉm sữa, mẹ bỉm sữa, bé mấy tháng rồi? Bé được 7 tháng. 7 tháng rồi, ok. Hít vào, nén thở gồng bụng, gồng mạnh, gồng mạnh. Nâng lên, thở. Hào, cố gắng lên. Hít vào, nén thở gồng, gồng mạnh, gồng mạnh, gồng mạnh. Nâng lên, thở, cố lên, cố lên. Chục vòng thôi, tập phải nhiều lần. Hít vào, nén thở gồng bụng, gồng mạnh nào. Nâng lên, thở. Cố lên nhá, còn 5 vòng nữa nhá. Hít vào, nén thở gồng bụng, nâng lên, thở. Hào, cố lên. Hít vào, nén thở gồng bụng, nâng lên, thở. Ok, 3 vòng nữa. Hít vào, hít xong đã. Nén thở ngà, cứ chậm thôi nhá, không còn nhanh quá đâu. Nâng lên, thở. 2 vòng. Hít vào, nén thở gồng bụng, gồng mạnh cơ bụng lại. Nâng lên, thở.
À, vòng cuối cái động tác này thôi. Hít vào. Nén thở vào bụng. Nâng lên thở. Rồi, giữ nguyên chút. Vẫn là động tác như vậy nhé. Vẫn là động tác như vậy. Nhưng mà chúng ta nâng cao hơn một chút là khi bạn ngả về phía sau ấy. Bạn chú ý cái tay của Kiba này. Sẽ chuyển sang bên trái. Mình chạm vào cái túi quần bên trái của mình. Thế là mình vẫn cuộn tròn như bình thường này. Hít vào mình nén thở này. Mình cuộn tròn này. Rồi mình chạm tay. Và người chúng ta sẽ hơi xoay sang bên trái một góc 45 độ nhé. Để làm sao để kích hoạt cơ bụng cho nó mạnh hơn. Hít vào nén thở ngà này. Đúng rồi. Sau đó nâng lên thở ra. Rồi lại đổi bên nhé. Bắt đầu luôn. Hít vào. Nén thở xoay bên trái nào. Nào gồng bụng. Nâng lên thở. Đổi bên. Hít vào. Nén thở bên phải. Chạm tay vào túi quần bên phải. Nâng lên thở. Cảm thấy nó xoắn mạnh hơn không? Hít vào. Bên trái. Nhớ nén thở nhá, vào gồng bụng nhá. Nâng lên thở. Nóng người luôn nhỉ? Tập mấy cái nóng người luôn. Hít vào. Gồng bụng bên phải. Nâng lên thở. Hít vào nào. Nén thở bên trái. Gồng bụng. Nâng lên thở. Cố gắng lên. Hít vào. Nén thở bên phải. Nâng lên thở. Thôi khuyến mại thêm vòng nữa nhá. Hít vào. Bên trái. Gồng mạnh cơ bụng. Nâng lên thở. Nhớ về gồng cơ bụng không. Cuối bây giờ chúng ta tập hay bị đau lưng ấy. Hít vào. Gồng bụng bên phải. Ok. Nên chúng ta co hai chân của mình với tư thế góc cố định. Cái bàn chân cách xa háng tầm một gang. Và thẳng lưng lên. Hít vào thẳng lưng. Thật ra chúng ta gập về phía trước. Cứ thường các bài tập cơ bụng hay là giảm cân là các bạn hay bị mỏi cơ. Thì cứ giữa động tác chúng ta sẽ giãn cơ một chút thì nó dễ hơn. Hít thở bình thường nhá, hít thở bình thường nhá. Đừng quá quan trọng nhá, có người dẻo như Linh thì có thể gập sâu xuống. Nhưng những bạn khác chúng ta gặp vấn đề về khớp gối hoặc là thừa cân quá nhiều chúng ta không gập được, không sao cả nhé. Nó chỉ động tác thư giãn thôi. Chú Nguyễn, đã xong đâu. Cô mẫu hôm qua cũng thế, cô mẫu hôm nay cũng vậy. Kiểu như không giả các C thế. Ok, tiếp tục nào, chúng ta ngồi dậy. Thế bây giờ Linh sẽ duỗi thẳng chân của mình về trước. Đúng rồi, duỗi thẳng chân, tay chống hai bên. Cách thực hiện động tác này như thế này. Tay chúng ta sẽ chống hai bên và lưng chúng ta thẳng. Được. Cách thực hiện nhé, bạn hít vào một hơi thật đầy. Nén thở. Bạn duỗi mũi chân ra này. Chống mạnh tay xuống đất này. Gồng cơ bụng này. Chúng ta đổ dồn về phía trước này. Đẩy ngực lên này. Gồng bụng rồi mới nâng mông lên. Kẹp hai gối lại. Đến khi nào thân chúng ta song song thì hạ xuống. Rút mông về sau. Thở ra. Ok. Nhớ làm đúng trình tự nhé. Bạn làm lệch trình tự thì nhất là không hiệu quả. Không siết được cơ hay bị đau khớp vai nhé. Chú ý làm đúng trình tự. Nào, chuẩn bị thẳng lưng nào. Hít vào. Hít xong đã. Đẩy mông về trước này. Đẩy ngực lên đã. Gồng bụng. Nâng mông. Nâng cao lên, nâng cao lên. Kẹp gối lại. Hạ xuống vẫn gồng bụng này. Đưa về sau. Thở ra. Chú ý bàn tay chúng ta tách đều và gồng chắc lại nhé. Gồng chắc lại bàn tay chúng ta. Nào, hít vào. Nào, đẩy mông về trước. Đẩy ngực lên đã. Gồng bụng, nâng mông, nâng cao. Siết mạnh cái bụng lại. Hạ xuống. Đẩy mông về sau, hở, đúng rồi, ok. Ê, chú ý khi chúng ta nâng lên bạn có thể hơi gập nhẹ cơ bụng đầu lại nhé. Đừng gập cổ, có thể là hơi mỏi, hơi gập nhẹ được cổ lại. Mới có 3 lần nhỉ. Tiếp, hít vào. Đẩy mông về trước. Nào, đẩy ngực đã. Gồng bụng, nâng mông. Đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao, cao lên. Siết mạnh cái đuôi lại. Hạ xuống. Đẩy mông về sau, thở ra. Ok. Được chưa? Tiếp tục nhá. Cô em, hít vào đi. Đẩy mông về trước. Giữ, đẩy ngực đã. Gồng bụng, nằm đúng trình tự nhá. Cao lên, gồng chặt bụng lại. Hạ xuống. Đẩy mông về sau, thở ra. Chú ý nhá, bạn phải mở ngực ra, không mắc khớp vai là chúng ta bị đau vai. Nào, tiếp tục. Hít vào. Tách đều bàn tay, gồng chắc bàn tay à. Đẩy mông về trước. Nâng ngực. Gồng bụng. Nâng mông. Căng lên. Hạ xuống. Thở ra.
Nếu làm đúng từ nãy giờ, cảm giác bây giờ cơ bụng rất là rắn này. Rắn hơn lại. Tiếp tục nhá. Hít vào, đẩy mông về trước, nâng ngực, gồng bụng, nâng mông, cứ làm bình tĩnh thôi, không cần nhanh đâu. Cao lên, hạ xuống, thở ra, tán một hồi ấy. Thêm 4 vòng nữa nhá, 4 vòng nữa. Hít vào, đẩy mông về trước, nâng ngực, gồng bụng, nâng mông, làm đúng tượng gồng xong bụng mới đẩy lên chứ. Hạ xuống, thở ra. Cái khi tập cơ bụng, bạn phải siết được cơ bụng trước rồi mới hoạt động. Nếu không thì nếu bạn không nâng, không siết cơ bụng ấy, cái trọng lượng nó dồn vào thắt lưng chúng ta, tập xong rất là hay bị đỏ, bị đau. Tiếp nào, hít vào, đẩy mông về trước, đẩy ngực đã, gồng bụng này, nghĩ đến bụng đi, rồi mới nâng mông, cao lên, cao lên, cao lên, cao lên, chắc bàn tay vào, hạ xuống, ok, thở ra, hai vòng nữa thôi, nào căng, hít vào, đẩy mông về trước, nâng ngực, gồng bụng, rồi mới nâng mông, cứ bình tĩnh thôi, kiểu gì bụng cũng thon mà, hạ xuống, thở ra, ok, cố lên, lần cuối nhá, hít vào, đẩy ngực, nâng lên, ok, hạ xuống, thở ra, rồi bạn lại co chân, bắt chân cách xa háng tầm gan với tư thế góc cố định là thẳng lưng, gập về trước để thư giãn nào, gập về trước để thư giãn, hít thở chậm, hít thở chậm. Kim Ba sẽ bổ sung cho bạn thêm, hôm trước gửi rồi đúng không, đó là video để cách để siết cơ bụng, thì bạn để xem thêm những cái lỗi sai để mình phòng tránh khi tập cơ bụng. Khi mình tập sai mình hay bị đau cổ, bị đau lưng, thì cái bà bổ sung thêm video thì bạn phải xem thì mình chỉnh nó mới hiệu quả, chứ không phải cứ chăm chỉ tập mà sai cách là rất dễ bị đau đấy. Cúi xuống sao cứ lên đấy, cái tên mộng này đuổi việc bây giờ đang câu giờ để nói để hướng dẫn, cứ ngồi xuống đang thư giãn mà. Ok thôi, ok, ngồi dậy. Thì trong quá trình hướng dẫn chuỗi thử thách này thì các bạn sẽ hướng dẫn cho bạn thêm những cái kỹ thuật khác nhau. Tất nhiên điểm chi tiết hơn thì có cái bài khoa học nổi tiếng lắm, gọi là BCC, chạy lột xác hình thể, trong khoa học đấy rất là chi tiết. Còn trong chuỗi video này thì nhớ là các cái hướng dẫn, các lưu ý là bạn phải xem thì chỉnh nó mới sửa thì nó mới hiệu quả được khi bạn tập luyện tại nhà, đúng không? Ok, với tư thế tiếp theo thì bây giờ Linh sẽ duỗi thẳng hai chân của mình về trước, xa tầm này đi. Cách thực hiện như thế này, bạn sẽ duỗi thẳng mũi chân của mình, chúng ta hơi đẩy cái phần thắt lưng mình về phía sau, hơi gù lưng lại này. Tùy độ dài của tay nhé, có thể tay bạn cứng hoặc là một số người sẽ cứng thì có thể tay Kim Ba sẽ chờ được đến cổ chân, nhưng có bạn thì sẽ sờ đến đây cũng được, không sao. Cách hiện như sau, bạn hít một hơi thật đầy, bạn gồng cơ bụng của mình lại, nhớ hơi cúi nhẹ đầu xuống nhé, rồi chúng ta rút tay phía sau, chúng ta ngả, dạ, tùy độ khỏe mỗi bạn thể ngả xa đến tầm người mình khoảng 45 độ phần thân, 45 độ hoặc thấp hơn, hoặc là tay chạm đến gối, sau đó nâng lên, thở ra, rồi bạn vươn dài người về trước theo cái độ giãn cơ của bạn, đúng rồi. Đấy, bạn cứ vươn dài tay ra, sau đó lặp lại này, hít vào này, gồng bụng này, chúng ta cuộn người, chúng ta ngả về sau, nhớ cuộn tròn lưng nhá, lưng thẳng là đau lưng đấy. Đầu gập lại, nâng lên, thở ra, chúng ta vươn dài về trước, nó vừa giãn cơ vào cơ bụng, được chưa? Chuẩn bị sẵn sàng nhá, chụp sát hai chân, rồi, vươn xa về trước nào, bắt đầu, hít vào, hít xong đã, nén thở gồng cơ bụng nào, rút tay. Gồng người khi nào chuẩn bị nó sắp rơi đất đấy. Rồi, gồng bụng lên, thở vươn dài. Đừng ngả xa quá nhé, nằm luôn xuống đấy. Lại này, hít vào. Gồng bụng. Rồi lên, thở ra. Sau này chúng ta càng khỏe hơn, chúng ta càng ngả xa nhiều hơn nhá. Nào, hít vào. Gồng bụng, cúi xuống, cúi đầu xuống. Thả lỏng cổ ra, đừng gồng cổ đấy. Nâng lên. Thở ra, đừng gồng cổ nhá, gồng cổ các bạn sẽ mỏi cổ đấy. Hít vào này, gồng bụng, siết mạnh cơ bụng lại, nâng lên, thở vươn dài, cố gắng nào. Hít vào, nén thở, gồng bụng, nhớ là tập bụng phải gồng bụng, gồng mạnh mà, nâng lên, thở. Nếu bạn ngả mà thấy đau lưng thì chúng ta không ngả cái mức đấy nhá, ngả giảm đi hoặc siết mạnh cơ bụng hơn. Hít vào này, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng,
Nâng lên, thở. Tiếp tục nào, hít vào. Nén thở gồng bụng. Nâng lên, thở. Tiếp nào, hít vào. Gồng cơ bụng. Siết mạnh cơ bụng nào. Đứng thở vội. Lên thở. Em nhẹ mỉm sữa. Lần cuối nhá, hít vào. Gồng bụng. Nên thở, ok. Khó một chút nhá. Tập cho nó mạnh. Vẫn tương tự như vậy, nhưng giống động tác gập bụng vừa rồi, bạn sẽ xoay người sang bên trái, nghĩa là phần thân chúng ta này, xoay bên trái góc 45 độ. Và chúng ta cũng hít vào này, gồng bụng này. Chúng ta ngả xa theo cái mức của mình, đừng để ngã xuống đất nhá. Sau đó nâng lên và thở ra, nhớ phải gồng cơ bụng, được chưa? Bắt đầu luôn nhá. Nào, hít vào, hít xong đã. Gồng bụng, nó xoay sang bên trái, bên trái, bên trái. Ngả, gồng mạnh. Nâng lên, thở, chúng ta cảm thấy cái phần eo bên phía bên đấy nó siết mạnh lại. Hít vào. Gồng bụng bên phải, bên phải. Gồng mạnh, gồng mạnh, gồng mạnh. Người nó rung lên đấy. Lên, thở. Nhớ không gồng cổ nhá, gồng bụng ấy. Hít vào, hít xong đã, bình tĩnh. Gồng bụng bên trái, bên trái. Căng mũi chân. Nâng lên, thở. Hào đổi bên nào. Hít vào. Nén thở gồng bụng. Chậm thôi, chậm thôi. Xoay người thôi, không cần xoay cổ đâu. Nâng lên, thở. Xoay người đấy nhá, không cần nâng xoay cổ đâu. Hít vào. Bên trái. Nâng lên, thở. Nào, lướt bên này. Hít vào. Bên phải. Ok, nâng lên, thở ra. Rồi, bây giờ bạn tách rộng hai chân ra. Thì rộng. Hít vào đấy, hơi thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Thở ra, chúng ta đặt tay vào giữa hai chân. Làm sao nó hơi căng căng một chút là được. Để bạn vươn hai tay ra xa. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Nào, mỗi lần thở chúng ta lên hai tay ra xa nhé. Lên hai tay ra xa. Các bài tập trong chuỗi 7 ngày này thì không chỉ là 7 ngày. Bạn tập xong rồi bạn lại lặp lại. Các bạn lưu ý điều này nhé. Và mỗi lần mình lặp lại, mình nhớ kỹ thuật mình phải đúng hơn thì hiệu quả nó tăng lên. Hít thở chậm. Rồi, chúng ta từ từ ngồi dậy. Động tác sẽ như thế này. Linh xoay người sang trái đi. Sau đó duỗi thẳng chân phải ra đây. Tiến đây một chút. Cách thực hiện động tác là như sau. Nào, chú ý kê cái khăn dưới gối nhá, không lại thấm gối, tập xong lại đói gối. Hai tay sẽ đan sau đầu. Hai tay sẽ đan sau đầu. Bạn đẩy khuỷu tay ra. Chúng ta sẽ hít đầy một hơi. Bây giờ tác động sang hai bên eo. Hơi siết nhẹ cơ đùi lại một chút. Gồng cứng cơ bụng lại. Rồi chúng ta nghiêng sang bên trái. Cảm giác người mình sắp đổ sang bên ấy. Giữ một vài giây, bạn sẽ thấy chỗ này nó cứng chắc lại phần eo bên này luôn này. Sau đó nâng lên và thở ra. Dễ đúng không? Chuẩn bị nhá. Hít vào, hít xong đã. Gồng bụng, nó nén thở gồng bụng lại. Nghiêng trái. Giữ. Đừng nghiêng xa quá không lại rơi. Nâng lên, thở. Hãy tác động phần eo hai bên chúng ta. Tiếp nhá, hít vào. Nén thở đã. Gồng bụng. Giữ tinh nào. Nâng lên, thở. Đấy, cái cảm giác của động tác là phải đúng nha. Cảm giác là rắn chắc hơn phần eo bên phải ấy. Hít vào. Gồng bụng bên trái. Giữ, đừng để nó rơi. Nâng lên, thở. Thả lỏng cổ nhá, chú ý thả lỏng cổ ra. Hít vào. Gồng bụng nghiêng trái. Nâng lên, thở. Động tác là rất là mạnh đúng không? Ôm mấy lần nữa nhỉ? 5 à? 4 lần nữa nhá. Hít vào. Gồng bụng bên trái. Căng ra, đẩy ngược lên. Nâng lên, thở. Cảm giác người mình cứ rung lên ấy. Nào, tiếp tục nào, tiếp tục. Hít vào. Gồng bụng bên trái. Gồng bụng lại. Nâng lên, thở. Kết thúc bài tập thường sờ bụng nó rắn lại. Hai lần nữa nhá. Hít vào. Nén thở bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Ui giời ơi, nâng lên, thở. Lần cuối. Hít vào. Lên thôi. Rồi, hạ xuống.
Chú ý mỗi động tác nghiêng này nhớ đừng gồng cổ nhá. Và khi bạn nghiêng ấy, người bạn càng thẳng càng tốt. Chứ nhiều người làm nghiêng chúng ta uốn cong, chúng ta thẳng người chúng ta ra. Rồi đổi chân nào, chân phải. Dựng chân này. Nào tay đan sau gáy, chuẩn bị nhá. Căng ngực lên, hít vào. Gồng bụng, nén thở, bên phải nào, bên phải, bên phải, bên phải. Đúng rồi. Nâng lên, thở. Bình tĩnh nhá, thở miệng được không? Được nhá, không ảnh hưởng gì cả. Hít vào, gồng bụng, nén thở nghiêng phải, giữ nào, nâng lên thở, cứ tập theo sức của mình thôi, không cần phải quá sức quá đâu. Hít vào, nén thở gồng, chúng ta chỉ cần hơi nghiêng chút làm sao nó siết được cái phần cơ eo thôi. Nâng lên thở ra, 3 vòng nhỉ, ok, hít vào, thế này, nghiêng phải, đẩy ngực lên, nâng lên thở ra. Nào, hít thở sâu đi, hít thở sâu. Tiếp tục, hít vào. Gồng bụng bên phải, giữ tĩnh nào, giữ tĩnh. Nâng lên thở ra, tớ vừa tập vừa hô vẫn đang siết cơ bụng ấy. Hít vào. Nén thở nghiêng. Giữ tĩnh nào. Nâng lên thở. Ok, 2 vòng thôi. Hít vào. Nén thở nghiêng. Gồng bụng lên. Nâng lên, thở, lần cuối, tập luôn, không nghỉ. Hít vào, nén thở nghiêng. Ok, lên, thở ra, thôi, hạ xuống, ngồi xuống, hít thở sâu vài hơi đã. Mình rất là thích các bài tập nghiêng eo này, tại vì nó kích hoạt rất là mạnh vào phần cơ bụng chúng ta. Lưu ý, hành trình yoga giảm mỡ bụng chúng ta không chỉ tập bụng trước, chúng ta tập vòng xung quanh. Và mỗi ngày nhớ là phải siết cơ bụng, được chưa? Rồi động tác cuối cùng chúng ta sẽ nằm xuống, tổ hợp cuối cùng về cơ bụng. Bây giờ sẽ nằm úp, mình sẽ nằm úp, đó là tư thế châu chấu ấy. Nào giữ thẳng mũi chân ra, giữ thẳng mũi chân. Bây giờ hai tay của bạn sẽ đan sau đầu, chú ý cách thực hiện như sau. Chúng ta sẽ hít đầy một hơi, bạn tập trung vào suy nghĩ phần cơ bụng của mình, siết mạnh cơ bụng. Chúng ta nâng tay đẩy ngực và lưng thần chân trên lên. Nếu bạn nâng cao hơn, bạn trụ sát hai chân và nâng cả hai chân lên. Giữ một vài giây sau đó hạ xuống, thở ra. Chú ý đừng quá gồng cổ nhé. Lỗi sai phổ biến mọi người hay gồng vào cơ cổ. Chúng ta hãy tập trung vào cơ bụng. Căng mũi chân siết. Nào, nằm xuống, chuẩn bị. Động tác này nhẹ nhàng mà, nó chỉ đốt nhiều calo thôi, giúp bạn giảm cân nhanh hơn thôi. Nào bắt đầu. Hít vào, hít rộng. Nén thở gồng bụng. Lưng thận, căng mũi chân ra. Hạ xuống, thở ra. Nào tay đan sau đầu. Chú ý một số người mà gặp tình trạng huyết áp tim mạch, chúng ta nhớ thực hành theo sức của mình nhé. Đừng mạnh quá, động tác này cũng sẽ tăng nhịp tim của bạn lên ấy. Nên chúng ta chỉ nâng một chút thôi để làm quen dần. Nào hít vào, nén thở, nâng lên. Nào căng mũi chân, tay đỡ sau đầu. Hạ xuống, thở ra. Tay đan sau đầu đi, để chúng ta giữ cái cổ chúng ta. Tay đan sau, đan hẳn sau đầu, đúng rồi. Thì chúng ta giữ cái cổ chúng ta nó không bị nâng cao quá, nên là mình không bị mỏi cổ. Nào tiếp tục. Vòng thứ 3, hít vào xong đã, nén thở. Nào nâng cao chân lên, căng mũi chân. Hạ xuống, thở ra. Hãy tập trung vào việc nâng cái ngực của mình lên khỏi sàn nhá. Đừng cố gắng nâng cao phần cổ là các bạn sẽ bị mỏi cổ ấy. Lặp lại nhá. Hít vào, nén thở, nâng lên, cao ngực lên. Hạ xuống, thở ra. Này cao lên là tính cả miếng mút đi nhá, chứ không phải mút vẫn chạm sàn đâu nhá. Nào, 3 lần nữa không? 4 lần nữa không? Cố gắng này, hít vào. Nén thở, lưng cao, căng mũi chân ra. Hạ xuống, thở. Ngày xưa tập siêu lắm mà. Tập này bỉm sữa một cái là yếu hẳn luôn. 2 lần nữa nhá. Hít vào. Nén thở, lưng cao. Cao ngực lên, xem nào. Ok, hạ xuống, thở. Người ta siêu tốt vòng 1 thì người ta mới nặng bà. Có một chút thôi mà nâng vất vả đấy nhỉ, lần cuối. Hít vào, nén thở nâng lên, là căng mũi chân. Rồi thở ra. Rồi tay khoanh dưới trán, hít thở sâu vài hơi. Thở cái đã. Các bạn thấy động tác này hay không? Nó tăng nhịp tim, nó giúp chúng ta siết cơ rất là mạnh. Thì lưu ý là nếu mà tập xong mỏi cổ là do chúng ta siết mạnh cơ cổ quá. Quan trọng nhất là chúng ta siết vào phần cơ bụng chúng ta. Chúng ta tách được cái phần đùi của mình lên khỏi sàn và phần ngực chúng ta nâng lên khỏi sàn, thì lúc đấy nó mới tăng cường vào cái sức mạnh của mình. Ok, lật sang một bên và bây giờ chúng ta ngồi dậy các bạn nhé. Ngồi dậy.
đó là 5. Và mỗi bài tập chúng ta sẽ có 5 tổ hợp chính xoay quanh phần cơ bụng chúng ta. Và bây giờ sẽ vào phần thư giãn cuối giờ để bạn hồi lại sức của mình. Giữ lưng thẳng lại nào. Hít vào, hai tay lại đan lại. Thở ra, chúng ta vươn, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng khuôn mặt ra, thả lỏng khuôn mặt ra. Thả lỏng cả trán đấy nhé. Có hai cái nỗi sai hay gặp khi tập cơ bụng là hay bị đau thắt lưng và đau vùng cổ. Đặc biệt những người đang bị thoái hóa lưng ấy, thì chúng ta hay bị đau lưng. Thì do là chúng ta siết cơ chưa đúng hoặc là cơ chúng ta tương đối yếu, thì chúng ta sẽ khắc phục bằng cách là, một là tăng cường việc sức cơ bụng lên, hay là thực hành ở cái cường độ nó nhẹ đi, nó vươn mạnh tay về sau. Rồi từ từ trùng tay này, tay phải bạn giữ khuỷu tay bên trái này, bạn kéo tay vào sau đầu. Kéo tay sau đầu, cho giãn vùng vai ra, nó dễ chịu, đỡ bị mỏi. Nhìn thẳng về trước, nhìn thẳng về trước. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Đổi bên nào, tay bên phải. Kéo tay vào sau đầu. Nhìn thẳng về trước. Rất là dễ chịu vùng vai. Từ từ buông tay với tư thế vặn mình, giữ lưng thẳng nào, giữ lưng thẳng, khoanh chân. Hít vào, hai tay bạn dang ngang. Thật ra xoay người sang bên trái, tay phải chúng ta giữ đầu gối. Tay trái chúng ta chống vào ngón tay nhé, chống xuống cách mông một gang. Thật ra chúng ta xoay và giữ nguyên. Cứ mỗi lần thở thì bạn lại xoay hơn một chút. Nhưng bạn hãy tập trung chính vào tay bên phải của mình, kéo vào cái gối và đẩy ngược lên. Đấy. Giữ lưng thẳng nhé, không bênh mông đâu, mông vẫn thẳng nguyên. Mỗi lần thở xoay. Các động tác xoay nó sẽ làm cho thoải mái cuộc sống của chúng ta, tránh tình trạng bị đau lưng sau khi tập cơ bụng. Đẩy ngược lên. Hít thở chậm. Đổi bên nào. Hít vào, xoay người lại. Nào, tay căng ra đã. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Thật ra xoay bên phải. Nhìn về sau. Nhìn về sau. Là mỗi lần thở chúng ta xoay căng hơn một chút. Đẩy ngược lên. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Hồi xoay người lại, chân phải chúng ta giữ nguyên. Chân trái chúng ta dang ngang. Đẩy chân trái sang ngang. Đúng rồi, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Tay trái chúng ta đang chống trước mặt. Hít vào, tay phải bạn vươn lên, giữ lưng thẳng nhá. Thật ra nghiêng bên trái. Làm giãn toàn bộ phần cơ ra. Xoay nhìn lên trên. Nếu bạn dẻo hơn, bạn có thể ngả nhiều hơn. Còn cơ bản chúng ta cảm thấy hơi căng căng cái phần eo ở bên phải này là được rồi. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng chán. Mỗi lần thở chúng ta vươn tay phải ra xa. Cái gối phải chúng ta giữ nguyên nhé, không bênh gối phải lên đâu. Nếu bạn nghiêng mà cái gối phải nó bị bênh lên, nâng cao lên, chúng ta hạ thấp xuống và giữ vào nguyên ở cái gối nó vẫn chạm thẳng. Từ 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 nâng lên, đổi chân nào. Chân trái co và chân phải duỗi. Kéo con chân trái gần lại, thẳng lưng đã. Bàn chân phải dựng lên này, tay phải chống trước mặt. Hít vào, tay trái vươn. Thật ra nghiêng. Và giữ tư thế, chúng ta hít thở chậm. Đấy, ví dụ bạn Linh này, bạn ấy dẻo thì bạn sẽ ngả sai nhiều hơn. Các bạn có thể cảm thấy hơi căng căng một chút là được rồi. Cái gối trái vẫn giữ nguyên này. Bàn chân phải vẫn dựng lên này. Và giữ tĩnh. Chúng ta mỗi lần thở chúng ta hơi xoay người lên trên nhé. Hơi xoay lên, xoay lên, xoay lên. Đấy. Cảm giác căng hết cái phần eo bên trái. Thì cái nguyên tắc chúng ta là tập siết cơ nhưng phải tập cả giãn cơ nữa thì nó ít bị trạng thái đau mỏi cơ, nó tăng hiệu quả cho quá trình giảm mỡ chúng ta nhiều hơn. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Thôi, từ từ nâng lên. Lại ngồi khoanh hai chân nào. Ngồi khoanh hai chân. Hai chân. Giãn nốt phần cổ, tay đặt lên gối.
Hít vào lưng thẳng, thả lỏng vai ra. Thật ra xoay đầu sang trái. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay bên phải. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay đầu sang bên trái. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay đầu sang bên phải. Một vòng nữa. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay bên trái. Nào, hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay bên phải. Từ từ xoay đầu lại, hít vào hai tay lại đan. Thở ra vươn căng một cái. Đặt ngửa lòng bàn tay lên trên để kéo giãn cột sống. Đã vươn mạnh, vươn mạnh, vươn mạnh. Ok, hạ xuống. Và vừa rồi chúng ta đã kết thúc bài tập trong ngày hôm nay với chủ đề liên quan tập chính vào cơ bụng. Thì bạn lưu ý quá trình tập bụng là luôn phải siết cơ bụng nhé. Và quá trình kể cả bạn có thể ngày hôm nay là lần đầu tiên, lần thứ hai thì chúng ta đau cơ là chuyện hoàn toàn bình thường. Thế để khắc phục cái tình trạng là đau cơ, thứ hai là muốn giảm mỡ bụng nhanh hơn, thì có một cái yếu tố mà tôi cần các bạn phải hành động ngay, đó là tăng cường lượng đạm trong cơ thể chúng ta lên, được gọi là protein đấy các bạn ạ. Thế thì làm thế nào để biết mình ăn bao nhiêu đạm mỗi ngày là phù hợp? Thì có một cách tính, nếu mà bạn đang theo liệu trình này, cách điều đạm, thì tôi khuyến khích bạn là tăng khoảng tầm 1,2 gram đạm cho cơ thể của mình mỗi trên 1 kg cân nặng. Tôi lấy ví dụ Linh là bao nhiêu cân? 50 cân. Linh là 50 cân. Vậy thì nếu mà Linh muốn tập luyện để giảm cân, giảm mỡ bụng, thì Linh trung bình sẽ phải 1,2 gram đạm. Vậy thì mỗi ngày Linh sẽ cần bổ sung 60 gram đạm. Thế thì bạn thể tra các từ khóa và làm bài tập này giúp Kim Ba để tăng sự hiểu biết mình lên, để giúp bạn có được cái kiến thức dinh dưỡng. Bạn thử tra là trong một quả trứng gà thì có bao nhiêu gram đạm, được chưa? Ví dụ của Linh là cần 60 gram đạm, chúng ta bổ sung ở nhiều cái loại hình khác nhau nhé. Ví dụ như trong thịt bò, 100 gram thịt bò thì có bao nhiêu gram đạm, trong một quả chuối thì có bao nhiêu gram đạm, thì bổ sung lượng đạm đầy đủ. Chứ tôi không khuyến khích bạn ăn, tại vì trong quả chuối có đôi khi nó chỉ có 1 gram đạm thôi, chứ bây giờ 60 gram ăn 60 quả chuối thì lại béo mất đúng không? Thế và ăn đều đạm ra. Lại hai trường hợp là ví dụ như cô lớn tuổi ấy, thì tăng cường lượng đạm đến từ thực vật nhiều hơn, ví dụ trong hạt ngũ cốc, hạt óc chó, nhiều hạt đấy, maca chẳng hạn ấy, thì kiểm tra xem là trong 100 gram đấy thì có bao nhiêu gram đạm, kể cả thực phẩm chức năng cũng được. Thì bạn comment xuống là thứ nhất là cân nặng của mình này, số gram đạm mình cần phải bổ sung mỗi ngày. Tất nhiên để chi tiết hóa về cái dinh dưỡng này trong khóa BCC về chạy lột xác hình thể, cái bác sĩ hướng dẫn chi tiết hơn. Nhưng ngày hôm nay mọi người làm quen với kiến thức dinh dưỡng này đã được không? Và thứ hai là xem các video chỉnh sửa lỗi sai khi tập cơ bụng để bạn bổ sung. Xem video nào thì phải comment xuống video đấy để Kim Ba biết rằng bạn đã tập hết, thì mình mới xây dựng bài tập nó chuẩn chỉnh hơn cho các bạn. Và hẹn lại các bạn vào bài tập ngày thứ 3. Xin chào.